Cô chào Bảo Phương nhé, mình sẽ nghe lại video bài học ngày hôm nay của con nhé. Con đọc scooter, scooter. What it is a... Mình không đọc là what is e. Cô đã góp ý cho con rồi, mình sẽ chú ý cho cô là what is this? What is this? It's a scooter. Scooter, scooter, ship, ship. Cái từ ship. Con chú ý cho cô cái phần ship, ship. Con chú ý cho cô là khi mình trả lời bài cái phần câu hỏi ấy, mình sẽ phải xem lại rất là kỹ nhá. What is this? It's a ship. Ship. Van. 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 What it is? It's a van. Van. Van là cái gì ạ? Ambulance. 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 What it is? It's a ambulance. Ambulance. Mình sẽ chỉnh lại từ này cho cô nhé, Bảo Phương nhé. Ambulance. Ambulance. Truck. Truck. It's a truck. What it is? It's a truck. Truck. Police car. Police car. What it is? It's a police. What it is? Car. Police car. Truck. Police car, police car. Cái từ này con sẽ đọc là police car, police car. Cái âm từ car, âm A dài con đọc rõ hơn nhá. Há miệng rộng ra. Police car. Is a police car, police car. Ambulance, ambulance. Ambulance, ambulance. What is this? It's a ambulance. Ambulance. Yacht. 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 Tonight's set up like yacht. 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 What is this? It's a yacht. Yacht. Bảo Phương sẽ chú ý cho cô nhé. Thứ nhất là trong bài này mình sẽ cần chú ý cho cô cái phần thực hành câu hỏi này. Mình sẽ chú ý các câu hỏi của mình sẽ không phải là what it is mà sẽ là what is this. Trả lời sẽ là is a cộng với danh từ chỉnh phương tiện xe cộ nhá. Về phần đọc từ thì con sẽ chú ý cho cô những từ sau này. Từ thứ nhất mình sẽ cần chỉnh lại cho cô đó là từ ambulance. Từ thứ hai là từ van, van. Từ thứ ba police or police car. Police car. Một từ nữa mình sẽ cần chú ý cô đó từ thứ tư là từ yacht, yacht. Con đang đọc thiếu từ air balloon, air balloon. Mình sẽ chú ý nghe và chỉnh lại nhá. Cô chào Bảo Phương nhá. Say goodbye.